Tới cuối tháng 11 năm 2023, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 65,1% kế hoạch do Thủ tướng giao. Cuối tháng 12, con số này đã là 81,9%. Và ngay tháng 1 năm 2023, gần 17.000 tỷ đã giải ngân, cao hơn cùng kỳ năm trước cả ở tỷ lệ phần trăm lẫn giá trị tuyệt đối. Sự tăng tốc này là kết quả của những nỗ lực từ kiến tạo thể chế đến nỗ lực tháo gỡ vướng mắc của chính quyền các cấp trong thời gian qua. Thưa quý vị, khi Tết âm lịch đã đi qua, cũng là lúc chúng ta có được báo cáo tổng kết các hoạt động kinh tế của tháng dương lịch đầu tiên của năm 2024. Và một trong những điểm nổi bật trong báo cáo này là giải ngân vốn đầu tư công lên tới gần 17.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. Vốn đầu tư công được xác định là một trong những trụ cột, động lực chính để thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, những năm qua, giải ngân vốn đầu tư công luôn chậm, khiến cho hiệu quả nguồn lực tài chính từ chính phủ bơm vào nền kinh tế bị suy giảm. Chúng ta triển khai chậm, thì triển khai chậm một tháng, triển khai chậm một năm, nó cứ đội vốn lên, mà triển khai chậm 3 năm thì chắc chắn nó đội vốn lên thậm chí nhiều lần. Và như thế là lãng phí, kém hiệu quả. Thời gian qua, hàng loạt điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công đã được nhận diện. Cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, công tác phân bổ vốn, giao vốn chậm và sự phối hợp đôn đốc thực hiện vẫn còn hạn chế. Từ thực tế đó, thời gian qua, hàng loạt vướng mắc về cơ chế đã được tháo gỡ. Trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, Thủ tướng đã giao ngay 100% vốn đầu tư công năm 2024 và tới nay, 97% số tiền này đã được giao tới các địa phương, trong khi cùng thời điểm năm ngoái, con số chỉ là 73%. Có những biện pháp, giải pháp chúng ta đã làm ngay từ đầu nhiệm kỳ và có những giải pháp đột phá để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đặc biệt công tác thể chế. Bên cạnh đấy thì giải quyết các vướng mắc khác, khó khăn trên thực tế, trên hiện trường thì chúng tôi cũng kỳ vọng giải quyết được cái khó khăn cho các dự án. Đến năm 2024 thì về cơ bản các dự án đầu tư công, đặc biệt các dự án quan trọng quốc gia, các dự án lớn có tính lan tỏa, liên kết vùng thì đã cơ bản hoàn thiện được thủ tục. Do vậy, đây là cái tiền đề để chúng ta có thể đẩy nhanh và hoàn toàn có cơ sở để cho năm 2024 chúng ta có thể giải ngân được tốt cái vốn đầu tư công. Cùng với việc tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, giao vốn sớm xuống các tỉnh thành, thời gian qua, nhiều bộ ngành địa phương cũng thể hiện quyết tâm cao độ trong việc đôn đốc triển khai các dự án có vốn đầu tư công. Thậm chí, nhiều bộ ngành, địa phương đã đưa mức độ hoàn thành dự án đầu tư công vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Bộ thì gắn trách nhiệm của người đứng đầu, của các cán bộ mà được giao trực tiếp phụ trách quản lý các cái dự án để đảm bảo là cái việc thực thi cái chức trách nhiệm vụ được giao. Và đây là một trong những tiêu chí rất quan trọng để đánh giá, để xếp loại cán bộ cuối năm. Thưa quý vị, đầu tư công luôn được coi là động lực tăng trưởng kinh tế cả trong ngắn hạn và dài hạn. Đây là nguồn vốn đặc biệt quan trọng cho việc nâng cấp, mở rộng, xây mới, hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội và cũng là vốn mồi để kích thích khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Việc tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, đẩy nhanh tiến độ giao vốn và quy trách nhiệm về tiến độ triển khai, tiến độ giải ngân cho người đứng đầu đã giúp đẩy nhanh tốc độ giải ngân trong 2 tháng vừa qua. Và đó cũng là những tín hiệu tích cực trong công tác giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2024.